Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cả nhà Ngọc sẽ ăn cà ri già. Mà cà ri này không phải cà ri Việt Nam các bạn. Cà ri Thái. Cà ri đây là bà hai nói là cà ri Thái. Cà ri Thái Lan á, chính gốc á. Phải không? Chính gốc luôn hả? Chính gốc luôn. Ủa, người Việt Nam sao biết làm cà ri Thái Lan chính gốc hay gì? Trời ơi, học quá. Phải không? Bạn nhiều lắm, bạn Thái nhiều lắm. Trời ơi, Suvanika. Rồi sao cà ri Thái này là bà hai làm khác cà ri Việt Nam như thế nào bà hai nói không? À, khác chứ. Cà ri của nó cũng khác. Mà con để cái cục ngải nè, không biết cục này kêu một cục gì, bà kêu cục ngải á. À, kêu cục ngải hả? Ừ, bà hai kêu một cục ngải. Giống như cái cục xăm vậy? Ờ, giống như xăm á. Dạ. Yeah. Rồi khoai tây là bà hai chiên lên nè. Đâu, khoai lang của mình. Ờ, gì đó, khoai lang tây đó. Thay vì không, no, khoai lang của mình. Thay vì mình không có để khoai lang. Mà tại vì lỡ mua rồi làm luôn. Phải không? Đúng. Rồi, đây, vậy là bà hai bỏ gì vô nữa? Bỏ lá chanh vô nữa hả? Lá chanh. À. Đúng là con nghe là cái này không có nước cốt dừa đúng không? Sí, có luôn hả? Ừ rồi, Thái mà không có dừa chả bắp ạ. Đây nước cốt dừa đây. Ừ. Thái mà không có dừa. Nhưng mà không có đậm đà bằng mình đúng không? Mình thì nếu mà miền Tây thì mình bỏ nước cốt dừa nhiều. Nên cũng một hộp rồi. Ủa nãy giờ bà hai bỏ chưa? Chưa. À chưa, hàng chi con không thấy nên con nói vậy đó. Ừ, chưa con. Con xin lỗi bà hai. Không có chi con. Rồi vậy chừng nào bà hai mới bỏ nước cốt dừa? Chừng nào để cho nó ấy chút nước cốt dừa chút bà để nãy hồi nãy bà chiên khoai. Rồi bà hai nêm nếm có gì khác? Chừng lát con nêm con thấy nó khác. Trời đất ơi, con có biết con nấu ở đâu mà khác. Ý là con hỏi là khác cái Thái với Việt Nam á. À, thì nó cũng không có chua không? Chua không? Không, không có bị chua đâu. Mà bà hai bỏ lá chanh để cho nó thơm á hả? Ừ, để lá chanh. Rồi có sỏi, có sả nữa. Sả mà. Ừ, thì có sả nữa. Thì nói chung là bây giờ bà hai rút ra cho con một cái ngắn gọn là cà ri Thái khác với cà ri Việt Nam như thế nào? Không biết, tại vì bà nấu cà ri Việt Nam mình bà cũng có rành lắm. Phải không? Cái đó nói thiệt. Rồi bà họ nấu vì tụi nó chê nói là nấu sốt cà ri chứ. Rồi vậy nên chút để con ăn thử rồi con rút ra kinh nghiệm cho tất cả mọi người coi như sao. Cà ri Thái. Dạ, mà bún cá Thái được. Dạ, rồi. Thì đi. Mấy cô chú nào mà đi Thái Lan đó, ta ăn là ta biết. Dạ, rồi vậy đây chút nữa ăn rồi con sẽ review cho tất cả mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người. Con chay con chào cô chú đi chay. Hello. Trời cô chú coi chay nè. À, cô chú coi chay bữa nay chay tóc dữ không? Hi, chị. How are you? Mọi người ơi, hôm nay gia đình Ngọc sẽ đem mới mọi người một cái món cà ri Thái nha. Nãy như bà hai đã giới thiệu. Còn chồng của Ngọc thì ảnh sẽ ăn sườn chiên sả với lại salad với lại bánh mì. Hey, cô bé đã chuẩn bị bắt đầu ăn rồi đây mọi người ơi. Rồi bà hai, xích đu đi bà hai. Xích đu, xích đu. Rồi, xin mời tất cả mọi người ăn tối với gia đình Ngọc nha. Ê, trời ơi, để thưởng, thưởng thức cái món cà ri Thái. Cà ri Thái của bà hai ra để giữ cho con với bà hai dễ ăn. Không có rồi múc ra cái nước sẵn rồi chay cho chay nha để mẹ cho chay nha ả mẹ đi cho miếng phai miếng phai nha cho miếng phai bà hai bà cố nói cho miếng phai đó cho miếng phai rồi bà hai có bánh mì không chỉ có ăn từ từ đi bà ăn cơm hả bà ăn cơm hả ăn miếng cơm rồi bây giờ sẽ xé một miếng bánh mì bánh mì chấm chung với lại ha cho chồng một thử baby try this để cho chồng Ngọc ăn thử cái này. Nguội rồi. Nguội bà hai không có nấu. Hai giờ không có. À. How you think baby? Pretty good. Ngon không? Ngon. Ngon vậy được. Oh, a little spicy. Just a little. One cay. Just a little. It won't be cay for her. I think it'll be good. Nói chung là rất là thơm. Con không có biết cà ri gà của mình có bỏ lá chanh không? Không. Thì cái này là bởi vì nó thơm mùi lá chanh. Lá chanh. Nhưng mà béo, rất là béo. Ồ, cay. Cay. Thôi cho con cục sườn của ba đi chứ cái này cay lắm con ơi. It's not cay. It's not cay for her. Cay. No. It was barely spicy for me. Cay em ăn ở trong á. Cay em lấy cay ở trong á. I think she'll be okay. Cho ăn chừng rồi giờ ăn miếng gà. Cái này là có nửa con gà nha bà. Mua con gà mà chồng Ngọc thì anh không có ăn. Thì bà hai Ngọc ăn cho nên làm nửa con thôi. Béo, thơm. Ăn được không rồi đẹp. Gà ngon. Trong hộp. Xuất sắc. Yeah, sumo. I even want another dip.
Oh, để Quynh chờ đồ ăn nữa rồi. Giờ lấy cái chén cho đi Quynh tiếp đi. No, just a dip. Just one more. I know if I eat like this for a long period of time, it'll get hot. Thì Quynh nói xin chấm miếng thôi, chứ mà còn ăn nhiều quá thì ngán. It's got a tamarack-y taste to it. Quynh nói ngay chứ mình có bùi nhảy trong đó nữa. Lemongrass and lamb leaf. This is the lamb leaf. Yeah. Riêng đó con. Ngày nãy Ngọc đi chợ là Ngọc mua một hai bịch gọi là lá chanh luôn. Bà hay làm hai bịch hay một? Hai lá. À, hai lá hả? Con biết là lá chanh con dễ làm đồ ăn lắm. Gà, đùi gà. Con ướp với xả với lá chanh rồi nướng rồi nó thơm thì còn thơm. Dạ. Để cái bánh mì. I kind of wish I had something để I could dip. Bánh mì thôi, mình để bánh mì ra đi. Cái này cũng là một lần nữa nước uống thần thánh đậu đen xanh long. I kind of wish I had something to dip this in, just like that, but different flavors. What do you mean? You want a plate? No, I mean I want to have something like that. It's kind of like I don't know. Kind of sauce. Like it's like sauce to dip this in. Too bad. I think it'd be really good. Điều nói là Điều Quynh ước gì cái món này cũng có cái gì cho Điều Quynh chấm với bánh mì. Này đâu có làm gì được. Bone broth. Còn nói ra thì đó, bởi con nói đó đâu làm gì được. Không có làm gì được. This bread is good for dipping in. Nên là cà ri Thái không bà hai? Cà ri Thái không con? Hoàn toàn. Did we ever bring home bà khá? Bà khó. Yeah, from your aunt. Nãy nấu cái kia chắc có thể ăn được. Nấu gì vậy? Nấu gà này với mấy đồ đó với mít. Carrot, bò, beef. Beef. Yeah, beef. Ngon lắm. Chưa ăn cà rê Thái. Beefy beefy. Chưa hả? Beefy beef. Chẳng biết có pha, chẳng biết là tình gì định nấu. Bà quá hả? Nó có cái bà của nó. Beef. Sao cay hả? Bỏ. Bao cà ri của nó đó. À, cái bịch cà ri không có mà cay hả? Bỏ. Không phải cà ri con mua đâu nha. Cà ri khác. Bữa hổm bà mua lần trước á. Nhớ không? À, cà ri đó ghi là cà ri Thái luôn. Thái. À, nhớ rồi, con nhớ rồi. Bà định làm mà không có làm á. À, ăn con cặp miếng chân này, con cặp cái chân nè. Chân nè, từ cái chân. This is really good too. Này nó khoan luôn à. Mà gà gà ngon quá hả? It's not salt, not too salty. Không nữa không con? Crunchy. Hạ mẹ chưa? Mum mum. Mum mum. No, no, she mum mum in her hand. Ủa, có mum mum mà còn dỗ dỗ gì nữa? Ba nó có mum no, mum. No, 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 don't drop it. À, vừa mới nói cái muốn nhìn em dục phải không? Oh, would you like some milk? No, it doesn't seem like it. Good, that's some healthy stuff, right? Ấy miếng thai ở trong ruột nó con. Dạ. Nãy ăn không? Lấy trong ruột mà ăn hoài hơi xe. Mẹ con lấy trong ruột này mà móc ruột cho con nha. Mẹ thương con quá mẹ phải móc ruột. Đó, phải ăn thì nào ăn nha. Lấy miếng khoai nha. Chà không phải bự quá bà hai. Vì nó không có nhát con. Không phải con khoai bự quá nhát. Ngon. Oh what my is that, baby? God, so good. What is that? Take a bite. God, isn't this so good? So good. Chồng Ngọc hỏi cái gì vậy? Ngọc đút cho anh ăn miếng. Nhát miếng bự quá, đút miếng bự quá. Why did you give me such a big bite? I thought you were gonna bite, but you... Bự quá đâu biết được hết. Baby, for future reference, when you hand something like that to somebody and you say take a bite, you do it like this. Not. What did I do? What difference between you do it and me do it? Look at that. No, you gave it to me square on like this. Yeah. If you would have given me a corner, I would have ate the corner. Sao không? Thì con nói là sao mà có đưa là phải để cái để là phải cái cách mà để đũa là phải để cho cái góc nào đó để mình người ta mới biết người ta cắn, còn mà để khúc giữa vậy người ta lỡ người ta hả miệng người ta ăn luôn. Đúng có, cái đó là cái sự lựa chọn của mình. Mình muốn ăn ít thì mình cắn ít, mà mình muốn ăn nhiều thì ăn ngay cái giữa làm sao nắng đâu biết nó cắn chỗ nào. Ủa? Thì con kêu thử thì cắn thử miếng thôi. Tại sao you do that and then you give it to me like square.
Tại sao bà hai lại không binh con? No. Tại vì nó đúng. She agrees with me, I know it. I say why bà hai is not on my side. I understand. I kind of understand. Ô buồn quá. Chỉ có đứa con duy nhất là ủng hộ con. Hả không con? À đi con. À đi. Có ủng hộ mẹ không? Đó. Xong hậu. High five. Yeah. She's like, I have no idea what's going on. Quá giỏi luôn. Chỉ có đứa con gái duy nhất trong cái cuộc đời này của tôi. Beg me is the greatest. Oops. So they only have them on Tuesdays and Saturdays. Is that right? Maybe I go on five. No, really. I went to Saigon Market to buy. Mm. Hey, baby. Nah. Hi. Quay mấy rồi, bắt lấy five. Ngồi nó ăn rồi. How many did you buy? Five. We gotta eat them now fast. Behind put. Free in the freezer. Yeah, because if they're in the Saigon Market, that means they were from Saturday. Can you give me half of that one? Hả? Còn ba ổ trong đó kìa chứ chi trong nhiều mua nhường lại rồi. Lấy ra mang về nó đông đá rồi. Ngon. Bữa nào bạn làm thử. Cái cà ri này của bà hai thử đi. Đi ra mua cái bịch mà cà ri của như kiểu là cà ri Thái. Nó có hai rồi. Rồi nấu cá, rồi nấu gà. So my last call, I was in Rochester, and then my last call was in Wayne. Mm-hmm. If you know where Wayne is, Wayne is on Michigan Avenue, and like 275, way out there. Just say how far apart. It was an hour? Mm-hmm. And then what? Mm-hmm. That was farther coming home. Yeah, I'll be back. No wonder you came home late. Mm-hmm. Chà, cái này. Bá cháy bụi chết luôn. That chicken, baby? That chicken? Yeah. You want to try? Yeah, sure. Thì mình có bộ ăn được cái này nha. Ăn đi. Miếng dầu miếng thịt thì miếng cá. Just a piece of chicken. Yeah, yeah. A piece of meat. Not like a whole bone. No, no, no. Khoai cũng ngon thế bà. Khoai rất là ngon luôn. Mà không sợ ăn thì no khoai quá thì không ăn được thịt gà. Oops. It's like a curry. Yeah. It's a Thai chicken curry. Để quên ăn nãy giờ nói mẹ ăn này cho giống cà ri vậy. Thấy nó ăn cà ri này, nó ăn chứ bún. Đúng rồi, nó ăn chứ bún được mà. Đúng. Thì bởi giờ nãy con hỏi bà hai, hồi sáng nãy con hỏi bà hai là ăn chứ bún hay là ăn chứ cơm. Do you have a piece of bread? Do you like bread like daddy? Nếu mà ăn bún thì đổ thì nhiều nước mà mình chan vô. Chính xác, chúc mừng bà. Ngành dưới ta. Bà hai nói y chang con luôn á. Eating bread like daddy. Mà sao mà bữa nay ăn món này ngon miệng ăn phải không? Bà thèm bún này lâu rồi mà một mình bà đâu có ăn. Bây giờ bà không nói con. Còn một câu nói mà mình nói ra mà không hiểu một cái là chết luôn á. Chết luôn á. Khoai ngon quá. Ví dụ con nói á, tại vì á nhập gia thì tùy tục, mỗi cái gia đình có cách ăn uống khác nhau. Gia đình bà hai ăn uống khác, gia đình nhà con ăn uống khác. Bây giờ bà hai ở với con á, thì bà hai thích cái gì bà hai đi mua cái đó. Bà hai đi mua cái đó mà bà hai đi chợ chung với con, bà hai cứ bóc vô bỏ vô, bà hai mua, bà hai ăn. Về nhà bà hai tự nấu. So why do you keep saying bà hai a different thing after? Mà nấu không ăn thì một mình bà hai ăn con đâu có vui. It's just how it is. Nấu giống như con thích, bà thích ăn cái vậy mì. Là ăn mà cũng cái bày cái phái nữa hả? Nó vui á. Ăn gì?
Còn cái này hả? Thử cho con ăn thử coi có cay không nè. Dip her bread. Này coi. Này coi. Khá nhỏ nha. Nhỏ rồi nha, cái xí thôi nha. Ăn đây coi. Ngon đó. Đó, được đó, không phun ra đó. Chứ không ăn cũng được là không phun. Phun ra, không được là phun liền. Đây, thì mẹ gỡ nhỏ nhỏ ra cho con ăn. Nhỏ nhỏ thôi. Mẹ chở nhỏ nhỏ ra cho con ăn nha, cho con dễ ăn nha. Ả đi con. As long as it's not long. Yeah, small pieces. Chở nhỏ xí 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 thì em dễ nuốt nha. The bang me is the best. Này con. Ngon quá. Nó cũng có cái chính kiến của nó lắm. Cái gì mà nó không ăn mà nó nhả. Oops. Không ngon là không được. Here, here. Không? Giống như đây đó. Bà hai là người đúc đó ăn chứ ai. Bởi vì bà hai là cô khổ đây nè. Không ăn là phun phèo phèo phèo. Bà nó giống như bà hai. Không thích bà hai không đụng đũa. Bà hai có cái chính kiến riêng đó. Nên mà bởi vậy cứ bị hiểu lầm hoài là tại sao mà cứ để cái dĩa đó mà bà hai không ăn. Giống như bà hai bị ngại bởi vì bà hai thấy không hả? Bà hai không thích. Scoop it up. Rồi sao kiếm gì? Giờ kiếm gì? Kiếm xương. Kiếm xương hả? Ừ. Kiếm xương khó hả? Khó xương. Đây, xương đây. Ok. Cù lẳng. Ok, cảm ơn con. Cù lẳng. Đây, xương cổ. Đây, hai cục rồi, thôi đủ rồi. Đó. Yeah, the banh mi is good. Yeah. Good meal today. Yeah. Yeah, real good. Baby, I used until so happy that we ate like right after you came home from work. Mm-hmm. Usually I have to wait. Chồng Ngọc bữa nay anh vui lắm. Tại vì bữa nay Ngọc về sớm. Okay, I gotta study though. Nên là bữa nay anh vừa đi làm về là cả nhà ăn cơm liền. Chứ còn thường thường mới đợi Ngọc đi về, anh đói bụng rồi đợi Ngọc đi về rồi anh vô đâu mới ăn mớ rồi. Ngồi ăn lặt vặt mớ rồi ra, các bạn thấy anh ăn ít là lý do vậy. Còn bữa nay là các bạn thấy anh ăn đồ này kia ngon miệng, đồ này kia thích thú rồi. Bởi vậy phải chờ Ngọc đi làm về đó rồi mới ăn, mới làm clip rồi này kia. Nên là có nhiều lúc anh ăn không có ngon miệng là lý do vậy. Khoai. Cắn khoai này con. Cắn khoai này ngon lắm. Cà ri của mình nó có để nước mắm không? Cà ri của mình đó hả bà? Con cũng biết nữa. Nó là nước mắm. Con đâu biết nấu cà ri không? Bà cũng đâu biết đâu, bữa hổm nấu cà ri của mình bà mới nấu. Bà nấu cho mấy ta ăn con biết không? Mới nói sao? Cái này mình ăn làm súp cà ri chứ không phải cà ri. Cô chú coi chay nè. Đó, thấy không? Tới bà là bà diễn, thấy không? Đó, tới bà là bà diễn lên, bà đưa bánh mì lên, bà ăn là bà diễn rồi này kia đó. Chứ nãy giờ bà đâu có diễn. Bà là Nguyễn Thị Diễn Sức mà. Xạo kìa, con mặt xạo, đó, mặt xạo lên đó, đó. Con cho cô chú ăn miếng mẹ coi. Con cho cô chú ăn miếng. Đó, nó cho cô chú ăn, đưa cô chú miếng bánh mì. Đúng rồi, giỏi quá thì thôi á. Mà bà hai thấy nó biết cô chú là ai, thấy không bà hai? Ừ. Con kêu đưa cô chú ăn cái. Dạ, tính nói gì? Con đưa cho cô chú ông bà ăn chứ. Cô chú ông bà cha mẹ ơi. Cô chú ông bà và cha mẹ. Có mấy người nói con tại vì con nói chuyện, con quay clip con chay, con nói cô chú, mấy người nói tại sao cái này có những người lớn nữa mà không kêu thêm ông bà nữa mà kêu có cô chú. Đâu phải bà hai, không lẽ bây giờ con nói nguyên câu, bây giờ con làm cho cô chú ông bà coi thì nó dài quá. Chứ gì? Quá dài thôi, cái gì mà nếu mình chăm chăm được á. Các bạn chăm chăm bớt giùm cho Ngọc chút. Chăm chế giùm Ngọc cho Ngọc bớt chút. Sao giờ con cho cô chú ăn miếng đi. Quá. Cho cô chú ăn miếng. Đó, nó cho cô chú ăn kìa. Cô chú ăn miếng ăn đi. Mày thương em quá. Thì thôi mọi người ơi, cái video clip ăn cà ri Thái của nay bà hai làm hôm nay là bữa nay là một bữa ăn xuất sắc. Trời ơi, cái này nổi chơi, nổi mụn mụn mà. Một bữa ăn quá xuất sắc. Ai cũng thích hết, chồng Ngọc cũng thích, mà Ngọc cũng thích, bà hai cũng đã đã được cái cơn thèm khác, phải không bà hai? Ừ, đúng như vậy. Đúng như vậy bà hai, đúng như vậy. Rồi, thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này nha. Cảm ơn bà hai đã mang tới cho con một món ăn độc và lạ là nào giờ con chưa ăn bao giờ. Rồi,
hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Con chào rồi cô chú đi. Bye bye cô chú. Ủa. Ra bye bye. Đó xạo đó bây giờ tới giờ. Tới nổi giờ xạo lên. Ôm ba. Con nói mì. Dạ. Đó, cô cho con ả chưa? Mì. Đúng rồi. Đó, giờ nó tiếp tục ăn nha cô chú nha. Rồi không thích thì vô. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha.